Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình Ở ờ, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một số cái sự kiện Cũng như là cái sự kiện giải đấu lên server này Đợt này có gì hấp dẫn không? Thì đầu tiên nói về câu chuyện à, về sự kiện chiêu tài Hay thường gọi là sự kiện kim ngọc mãn đường đi Ở ờ, đợt này sự kiện chiêu tài nó sẽ có một sự gọi là sự chuẩn bị đi Bởi vì sắp tới sẽ có update tướng kim hay là pháp bảo tướng kim hay là một số cái tính năng mới thì nếu bạn nào mà xe vượt siêu cũ ấy thì hoặc là cái tông môn là siêu cũ mà đang có kế hoạch mà tích đồ xả ấy thì theo như mình nghĩ thì các bạn nên tích thêm một chút nữa bởi vì sau này sẽ có sự update rất là lớn về sự kiện chiêu tài tức là update về ranh mua đồ tức là cần phải đạt một cái tiêu chuẩn ranh nào đó thì các bạn sẽ mua được một số cái đồ ngon hơn thì nếu như thế thì các bạn server siêu cũ hay là các tông môn mà có kế hoạch như thế thì các bạn có thể uh, tích lũy. Còn là đối với các bạn server mới hoặc là cái tông môn nào đã có kế hoạch xả hay là đua của mùa này thì các bạn cứ tiếp tục thôi. Và sau khi hết cái mùa đó thì các bạn cũng có thể bắt đầu tích tích lại được bởi vì đời chờ đợi cái sự update tướng kim cũng như tính năng mới ấy, thì lúc đó chúng ta mới có được một cái uh, câu chuyện một trận đánh chiêu tài. Bây giờ chiêu này với các server cũ nó là một trận đánh rồi Nó là trận đánh về tính toán xả đồ, tính toán để ăn cái ranh Càng ngày ranh cao nhiều rồi từ đó ăn cái bảng xếp hạng lên server Đối với các server mới thì đa số là giai đoạn đầu các bạn cạnh tranh khá là dễ Các bạn ăn cái tộp hạng 1, hạng 2 hay hạng 3 khá là dễ Nhưng bây giờ các server cũ thì mấy cái hạng này nó cũng rất là khó ăn Bởi vì nó sẽ cạnh tranh bởi rất là nhiều server khi các server gộp vào nhau đúng không? Về phần thưởng thì chắc chắn là khi mà các bạn đạt được cái giá trị hàng một liên server ấy, cái lượng tài nguyên của tông môn các bạn nhận được rất là nhiều. Nó tương đương với ba cái thần thông đỏ. 3 đến 4 cái thần thông đỏ mình nhớ không nhầm như vậy. Khi mà các bạn ăn được hàng một liên server, là các bạn sẽ có rơi vào khoảng 30k điểm này đến 40k điểm này, mình nhớ không nhầm là như vậy đối với một tố một liên server và đây là một sự kiện uh, nó khá là hấp dẫn hầu như là tháng nào các bạn cũng sẽ có cái sự kiện này đối với các server cũ thì bây giờ có hai phương án một là các bạn tích điểm nếu mà các bạn không có kế hoạch ở uh, lên uh, hồng hoang hay là mua kinh thi còn mà đối với các server mới ấy, hầu như đối với server mới lựa chọn bây giờ vẫn là lựa chọn kinh kinh thi là hiệu quả nhất kể cả vô tự thiên thư này có thể các bạn chậm một chút cũng không sao nhưng các bạn có thể là đầu tư vào kinh thi ở sự kiện này nhất là các tố và các bọt thì hầu như các bạn nên đầu tư kinh thi ở sự kiện này thứ nhất là nó rất là lợi nước lợi nhà nó lợi các bạn rất là nhiều còn với vấn đề thần thông hay là mấy cái yếu tố này thì theo như mình nghĩ các bạn mua sau bởi vì một cái vũ khí hồng hoang nó đã tạo lên được cơn sụt tạo lên được lịch sử đối với cái ác cao các bạn rất là nhiều rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ nói một câu chuyện về chi tiêu đúng không thì cái sự kiện này ấy, khi mà các bạn mua ấy, thì các bạn nên nhớ là ngoài việc làm nhiệm vụ nhé các bạn phải tham gia đầy đủ nhé thì các bạn mua thì hầu như ngày nào các bạn cũng phải vào mua 200 cái canh du mục ngũ các bạn nhớ, nhớ cho mình và thứ hai nữa sự kiện này có một cái câu chuyện là các bạn rất hay xả tiên ngọc tiên ngọc là chính là cái này đấy xả cái tiên ngọc này ở cái sự kiện chiêu tài thì theo như mình đó là điều chính xác bởi vì kể cả các tố cũng vậy tố tốp hay các bọt đấy thì thiên bảo sẽ chơi các mấy sự kiện ngày còn tiên ngọc ấy, thì sẽ dành cho sự kiện tháng này sự kiện chiêu tài này kể cả các sự kiện quý thì ít khi xài tiên ngọc đa số sự kiện quý bây giờ cũng là ở thiên bảo rất là nhiều và chúng ta sẽ dành lại cái tiên ngọc để chúng ta mua hổ dần điều này ví dụ như như mình này có thể mua được 39 cái thì bác tưởng tượng với 39 cái này mà hầu như tông môn đều xả cùng một lần các bạn nên nhớ nha mua được 39 cái Bởi vì thật ra tiên ngọc này thì cái nông dân cải chay nếu mà chạy ở uh, Chờ đợi những cái sự kiện mà được đấu giá lên xe ấy sẽ được nhận lợi tức tiên ngọc Thì các bạn tưởng tượng rằng nếu mà giả sử như như nick của mình ấy Đây hiện tại mua mắc được Ủa bị lag rồi các bạn Đây Đây hiện tại ví dụ như mình mua mắc được 39 cái 39 cái thì nó tương đương với khoảng mình nạp bao nhiêu tiền tương đương với khoảng mình nạp 200.000 đúng không? không không, đến không đến nó tâm oh, đợt này giá của mấy cái này nó cũng tăng rồi này 60.000 này nghĩa là các bạn được mua một lần mua hai lần nhé hai cái giá trị này khá là rẻ là nếu mà các bạn nông dân nào các bạn có điều kiện có thể mua cái này một lần này mua cái này nhiều lần thì sau này các bạn sẽ tích lại cái số lượng rất là lớn Đấy, ví dụ như các bạn bỏ mỗi mỗi tháng Các bạn bỏ ra 60.000 Các bạn mua thêm 20 cái hổ dần ngọc điêu này Thì khoảng 3 tháng hoặc mấy tháng Các bạn cũng tích được con số khá là nhiều Còn giá của cái này thì càng về sau càng đắt thôi à, Tiếp theo nữa thì Mình nói về cái sự kiện đông vật tầm bảo một tí Bởi vì đời này mình có sự kiện này Thì đối với sự kiện đông vật tầm bảo này Khi mà các bạn lên ngày thứ 200 mình nhớ không nhầm là ngày thứ 200 năm ở ừ, tầm thứ ngày 200 trở lên ấy thì theo như mình các bạn nên tích cái này đi ngày thứ 200 trở lên các bạn nên tích lại lưới bắt ma để sau này các bạn sẽ chạy chạy sự kiện nó sẽ có một cái bảng xếp hạng ranh để chạy cái sự kiện này còn ui ừ, mình ấn nhầm rồi mất năm cái rồi còn đối với các server mới thì các bạn không cần phải tích nhá các server mới thì các bạn cứ xả đi còn mà khi mà các bạn chơi đủ 200 ngày trở lên ấy thì thì các bạn mới tích khoảng 200 ngày trở ở tầm đấy bởi vì tại sao 200 ngày trở lên mình nhớ không nhầm thì 200 ngày trở lên ấy, thì cái lúc đó các bạn sẽ ở uh, đã 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 kích được một cái này một lần rồi số lần đương nhận thời năng đỏ liên tục ra một lần rồi. đối với các bạn nông dân gạch chay còn đối với các bạn tố thì cứ xả bình thường thôi cái này thì tầm khoảng 200 hai triệu rưỡi một cái vô đồ đỏ thôi nhân phẩm tố thì có thể là tốt hơn nữa nói chung là cái này là mang tính chất là cờ bạc thôi các bạn nhé các bạn chơi giải trí rất là hay nếu các bạn là muốn Ok chúng ta sẽ quay đến câu chuyện chính của ngày hôm nay Đó là cái giải đấu liên server Cái giải đấu liên server này hôm nay chúng ta sẽ Trọng tâm vào hai cao đó là Mr. Card và Baby Đại Đế Hai nick này bây giờ có sự chuyển biến gì không Mr. Card đã 67 tỷ lực chiến Vẫn là đội hình thánh giới Với sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không Đã phá cảnh 28 rồi Đấy, đi liên kích các bạn nhé Ngộ không liên kích, hỏng hoang thôi Được cái thì nick này các bạn cũng biết rồi Nick này đồ hỏng hoang khá là nhiều Nhưng uh, về tính chất đổi giá mà là chỉ số ẩn của nick này thì cũng mang tính chất tương đối thôi Không quá đặc sắc uh, Về vấn đề uh, đang đi một đường tăng để kích liên kích Với ý định là một đánh một ngộ không siêu liên kích Và có câu chuyện của uh, Tiên Phạt Chế Nhân thì Với một uh, ngộ không như thế này uh, Quyền với một đường tăng như thế này Thì có đủ để uh, ra kỹ năng không đấy, Bởi vì đôi lúc là bị sốc đấy các bạn Bởi vì bên kia mà nếu mà ra tiên phạt chế nhân trước Thì có thể là uh, đường tăng mình sẽ bị sốc Và không kịp ra uh, kỹ năng luôn uh, Đại minh vương với một đại minh vương bục các bạn nhé Đi cho mình uh, ở, đi bục và hỗ trợ uh, Một đế thính, một đế thính cũng uh, luân hồi thôi Đế thính này thì cũng uh, mang tính chất ổn Bởi vì pháp bảo cũng đang pháp bảo 47 bảy, Sẽ Đồng hoang Uh, đế tính để hàng sau vậy là với việc đế tính để hàng sau thì sẽ chạy luân hồi cả khá là sớm câu chuyện của một uh, thiên nộ anh chiêu với một thiên nộ anh chiêu như thế này thì đây là một ngộ không uh, ra kỹ năng và là một ngộ không liên kích và ngộ không này nếu mà đi bộ như thế này thì không biết là liên kích có tốt không thì đây là một cái đồ hình nó mang tính chất tương đối bởi vì vào vào trận thì mình cũng không biết là uh, Đồ hình có chuẩn như thế này không vì đây là hiện tại chúng ta đang xem thời điểm lên clip chứ uh, buổi tối đó lên server thì mình cũng không không rõ tí nữa chúng ta sẽ vào xem clip. Uh, có uh, Kim Lân không sao, có trạng thái thôi thành các bạn nhé. Thuộc tính giảm sau khi kích hoạt không thể giải trừ. Tiêu hao một tần người sở hữu bị tấn công giảm 10% tấn công và sinh lực tối đa. Uh, trạng thái thôi thành này cũng rất là ok. Uh, chúng ta đến với Baby Đại Đế Người đã giành chiến thắng với uh, lực chiến là 62 tỷ Đây là một đội hình tiên giới Tiên giới mà thắng thánh giới các bạn ạ Khá là lâu rồi Lâu rồi chúng ta mới chứng kiến lại được câu chuyện là Có một đội hình nào đó Thắng lại thánh giới Nhưng đội hình đó lại là tiên giới Bình thường chúng ta thấy minh giới thắng thánh giới Hay là yêu giới thắng thánh giới nhiều rồi Nhưng đây là một đội hình thuần tiên giới không có sự pha tạp gì quá nhiều hầu như không có sự pha tạp với sự dương tiễn tiên giới thuần trùng đây là một dương tiễn uh, kỹ năng đây phải gọi là dương tiễn kỹ năng kỹ năng và dương tiễn này là uh, đánh theo thủy long ngâm có bạo kích hay là có tăng phần trăm sát thương với một bộ thần thông uh, có chuyển đổi phòng thủ thành đam uh, với việc như thế này thì hầu như là lượng đam của dương tiễn khi ra kỹ năng lần đầu rất là to cực kỳ to luôn và có thể là kích hoạt được cường giả phi tôn. Ờ nick này thì mình soi một tí đã để mình nick baby đại đế này để mình soi tài mình xem pet của nick này thì nick này đôi lúc các bạn muốn xem ấy các bạn phải xem mấy cái ẩn của nick này bởi vì chú nick chơi khá là khéo. Đây mình sẽ vào pet mình soi. Đúng rồi, có họa đầu thức tỉnh thì sẽ nhìn lực chiến thấp như thế này nhưng đã có hòa đấu thức tỉnh của anh chiêu à, không phải thấp đâu với một lực chiến thấp hơn so với miếng Đặc cả nhưng cái chỉ số ẩn của nick này rất là đáng sợ các bạn nhé không thể đùa được với nick này đâu đấy có hỏa đấu thức tỉnh và có anh chiêu thức tỉnh cái câu chuyện hỏa đấu thức tỉnh này nó rất là hay đối với Dương Tiễn bởi vì Dương Tiễn là một trong những thần tướng đi ở đam Đam trải ngày thương cực đam sắp tương giáng tiếp cực kỳ to các bạn thì với một dương tiện như thế thì mình nghi vấn là sẽ có sự chốt điện hỏa đấu ở trong trận đấu này thôi Nếu có thiên nổ anh chiêu Và có thao thiết Đúng rồi, hiện tại đang có cả hai thất tỉnh đỏ luôn Về chiến linh Nick này mình cũng phải thấy chưa các bạn thấy Nick này không thể khinh thường các bạn nhé Nick này là một trong những nick chạy chỉ số ẩn rất là tốt Thứ hai là nick này ôn ninh về tướng chính của nick này rất là khỏe Nick của Mr. Card là một cái tư duy bi theo kiểu là khá là toàn diện ở Đội hình nhưng nick của bạn baby này là một người uy cực kỳ sâu. Người ta sẽ người ta sẽ tận dụng cho hai tướng chính của người ta mắc ping nam, mắc ping từ chỉ số ẩn, mắc tinh từ trang bị, mắc ping từ tất cả. Riêng cái bộ chiến linh này đã tạo lên cái cái nội khiếp sợ cho kẻ địch rồi. Với việc kích những cái trợ chiến như Bạch Vũ truy hồn với việc là khiến cho kẻ địch khó có thể tấn công bổ sung bởi vì sẽ bị thất bại với xác suất là 20% Hay là câu chuyện của Hắc Vân Áp Thành Là khiến cho ở không thể hành động khi mà tới hiệp Nghĩa là có thể khóa được tấn công không bổ sung Với sản xuất là 25% Chưa kể sự xuất hiện của một kim lân ra trận luôn Thì chúng ta sẽ có một câu chuyện của Một ở kỹ năng level 4 với trạng thái thôi thành hai làm toàn bộ tướng đích kèm 3 tầng trạng thái thôi thành hai. Sau khi kích hoạt thành công tất cả các thôi thành hai làm mục tiêu kịp chiến duy trì một hiệp. Thì để mà kích hoạt được cái thôi thành này thì cần cần phá rất là nhanh. Nghĩa là cần phải mất thôi thành, nghĩa là đội hình này khi mà các bạn đánh Kim Lân ấy, thật ra cái yếu tố của Kim Lân nó hay ấy, là nó hay ở hắc vân áp thành còn mà để mà kích hoạt được cái trạng thái của uh, ba ba lần thôi thành hai thì nó khá là lâu nhưng riêng cái trạng thái hắc vân áp thành là nó kích hoạt luôn vào trận là nó nhận hiệu quả luôn nên rất là đáng sợ với xác suất 25% phần trăm này còn trạng thái thôi thành này thì các bạn có thể nghĩ tới câu chuyện là chạy tu la các bạn chạy tu la các bạn nhé các bạn chạy tu la hay là chạy gì đó nó nhanh uh, Nata hoặc những tần tướng như là đánh toàn mục tiêu ấy. thì phá thôi thành nhanh thì lúc đó thì sẽ khiến cho kẻ địch tạo tạo tàng thái kiệt chiến khá là sớm đấy đó là những cái góc nhìn của mình để cho các bạn hiểu thêm ở à, nick này về mô hình thì chúng ta không xem được cái skin nhỉ à, skill skill của mô hình cái nick này mình cũng xem được ok nhá mình mình xem lại cho các bạn cái nick của mr cả một tí về vấn đề so tải này Giả dạ định như câu chuyện chiến linh này Nó khác biệt với nhau, nhau các bạn thấy chưa Đấy các bạn thấy chưa Sự khôn khéo của mọi người khi kích hoạt được mấy chỉ số ẩn này Nó rất là đáng sợ Tuy rằng vì thế khi mà đánh với nick của baby đại Thì các bạn sẽ có một cái cảm giác sợ hãi Bởi vì các bạn rất sợ khi mà kích hoạt Khi bên đó kích hoạt tảng thái khiếp chiến sẽ khiến cho tim mình bởi vì đó là những cái chỉ số ẩn các bạn rất là bất ngờ khi mà đánh những cái tình huống như thế này những tình huống mà uh, đánh dấu kết quả của trận đấu khiếp chiến nhất trạng thái khiếp chiến cứ dính cả khiếp chiến thì hầu như không còn chơi nữa rồi ok mình sẽ cho các bạn xem thêm cái câu chuyện của đội hình này đi với một dương tiễn chỉ phá cảnh 27 mươi uh, lượng tấn công lên tới tận 51 triệu à, hay là Natra, một Natra cũng là không phải đam chính như à không phải Nam cũng là đam chính thôi với 48 triệu lực chiến. Ờ à, nick này thì à, về Natra và Dương Tiễn đều hai thần tướng được. Ưu ái về lực làm đâm chính các bạn nhé. Nhưng các bạn thấy là Natra đang phải support. Natra đang phải đứng vai trò support một chút cho Dương Tiễn để làm cho Dương Tiễn khỏe nhất có thể. Bởi vì hiện tại nick này chỉ hai xét hồng hoang và nick này đang có một tư duy là Nata mang tính chất là tướng bổ sung đa chứ không phải là Nata mang tính chất là uh, người kết thúc trận đấu. Vì thế mới đưa câu chuyện là hẹn được luân hồi cho Nata. Nghe cũng rất là hay, nếu mà tư duy như thế cũng rất là tốt. Ờ uh, kiểu linh thánh sẽ mang tính chất là duy trì. Còn mà nếu mà đưa đưa cái thiên kỹ uh, luân hồi này cho kiểu linh thánh cũng được có thể là chủ nick đang có một ý định là muốn kiểu linh thánh trâu hơn bởi vì gặp một mít cát đánh đam luân hồi rất là to bởi vì cái đam luân hồi của mít cát to như thế nào thì các bạn cũng phải nhìn vào con đế tính của mít cát đế tính của mít cát là đế tính luân hồi ở à, quên, đế tính hỏng hoang chứ không phải là đế tính đồ thường cổ các bạn nhé đấy hay là một kiểu linh thánh có đồ hoàng hoang nói về đam luân hồi hiện tại ai to nhất thì mình xưa với các bạn là mr cả nhưng cái hiệu quả của một cái ác cao baby đại để nó lại là đi theo hướng khác nó sẽ đi theo hướng là chỉ số ẩn rất là sâu đó là lý do tại sao bắt buộc không dám để không phải không dám để bởi vì với một kiểu linh thánh như thế này chỉ có một cái giày hồng hoang thôi không dám để cái thiên kỹ luân hồi ở đây không cửu linh thánh chỉ một vỗ của tôn ngộ không có thể đi luôn bởi vì nó sẽ bị rút đấy bởi vì nó sẽ bị rút máu thay vì thế thì đã đem cái thiên kỹ này chuyển sang na đấy đó là một cái lối tư duy với góc nhìn của mình như vậy không biết thì nó có thật hay không chúng ta sẽ vào trận đấu luôn nhé à, trận đấu diễn ra bốn ván ván đầu tiên Mr. Card là người đánh đầu và Mr. Card đã giành chiến thắng ván thứ hai thì Mr. card là người đánh sau và Mr. Card đã thay đổi vị trí của cửu linh thánh để đứng trước mặt dương tiện để mong rằng có giành chiến thắng nhưng không ờ, uh, chiến thắng vẫn thuộc về bên baby đại đế ván thứ ba là ván quyết định của trận đấu này ờ, uh, mr card đã thua baby đại đế để ở ván thứ ba điều đó khiến cho mr Kark rất là lo lắng ván thứ tư chỉ cần ván thứ tư mà mr card thua ấy thì hầu như mr card sẽ dừng cuộc uh, dần trận đấu ở đây đấy thì cuộc, cuộc đấu nó sẽ ảnh hưởng bởi ván thứ ba ván thứ tư và chúng ta nhìn tổng quan ấy baby đại đế đã giành chiến thắng thông từ ván thứ hai thứ ba thứ tư rồi còn mà nếu mà mitaka đấy mà thắng được ván thứ ba ấy thì hầu như là có thể là mitaka sẽ có tỷ lệ thắng ván thứ năm rất là cao thường là câu chuyện nó dẫn dắt như vậy ok chúng ta sẽ xem ván thứ nhất thật ra trận đấu này nó rất là hay lâu rồi mới có đội hình tiên giới các bạn đang chê tiên giới nhưng thật ra các bạn chưa hiểu rằng không có phe yếu Đối với mình thì không có phe yếu chỉ có các bạn chưa tìm được idol của các bạn thôi Chứ các bạn tìm được idol rồi các bạn sẽ có động lực liền À có sự xuất hiện của hòa đấu ở vị trí thiên các bạn nhé Bên kia thì uh, không phải chơi đường tăng Mà là chơi uh, Có hòa đấu các bạn, hòa đấu quá ư là mạnh Vậy là bên kia là bên thành chơi uh, Đại Minh Vương Ờ, à, một ngộ không nhịn các bạn thấy chưa Đam luôn nổi rất là to, một vụt là đi luôn dương tiễn các bạn nhé Phải nói rằng là đam của Mr. Cả là đam luân hồi to nhất đấy các bạn Bởi vì hai con thần tướng mà có đam luân hồi đều được phun được và đầu tư sẽ trọng hoang luôn có sự hồi sinh của bạch trạch hồi sinh ngộ không dậy ngộ không tiếp tục và đánh kiểu linh thánh kiểu linh thánh vẫn đang là bốn tầng chân nguyên chúng ta có câu chuyện của một ngộ không thiên kỹ nhịn đối với mình thì không đánh giá cao về ngộ không nhịn các bạn nhé à, nếu mà bảo thiên kỹ nhịn thì thiên kỹ nhịn thì dương tiện đánh phê hơn bởi vì đột phá 15 của dương tiện sẽ tận dụng được một lần ra kỹ năng từ đó là triệu hồi thêm ra được một lần nhìn nữa có thể là đây là một quá trình tẻ Uh, tại sao đội hình này so với cái đội hình chúng ta vừa xem nó có sự khác biệt? Bởi vì các bọt đã giấu bài, các bó bây giờ rất là giấu bài. Người ta sẽ không đem đội hình chính để sâu ra cho các bạn xem đâu. Người ta sẽ xem một cái đội hình khác hơn về uh, pet hay là về tất cả mọi cái. Uh, Ngô Không đã lên bảng điểm số rồi. Dương Tiễn đã được hồi sinh lại và với việc mà hồi sinh thì uh, Dương Tiễn sẽ uh, lật kèo khá là mạnh ấy các bạn câu chuyện của Meta Việt Nam có một câu chuyện đó là bạch tạch năm sao các bạn nên nhớ như vậy nếu giả định như nếu mà các bạn mà không có ý định chơi bạch Trạch năm sao ấy thì các bạn bắt buộc phải nghĩ tới câu chuyện là các bạn phải làm thế nào xử lý được kiểu linh thánh phản đam à, lần này thì ván đầu tiên Meta đã giành chiến thắng với sức mạnh của Tôn ngộ không hầu như là chiếm tỷ trọng cao nhất trong trận đấu đúng không à, mình thống kê cái lượng đam này các bạn ồ oh, không đam của nata vẫn to nhất các bạn ạ đam của nata vẫn to nhất à, kim lân tỷ hưu bạch trạch bạch trạch trị liệu khá là tốt các bạn nhé đúng không chúng ta tại sao là có câu chuyện bạch trạch trị liệu Nên là bạch trạch hồi sinh thôi khi mà hồi sinh lên thì nó sẽ tính cái lượng trị liệu khá là tốt ở à, đại minh vương vẫn trị liệu rất là ok chủ sạt thương ngộ không Trụ sạc thương phản đam to nhất Ờ... Bên kia thì sao Bên kia thì chúng ta có câu chuyện của uh, Họa đấu Bạch Trạch và Thiên Nộ Anh Chiêu Vậy là bạn này có đi cả Thiên Nộ Anh Chiêu nữa nha các bạn ờ, Mình sẽ giảm speed một tí Hơi cao một tí Ok Chúng ta sẽ quay qua đánh xem trận đấu thứ hai đi Trận đấu thứ hai thì nó sẽ khác hơn bởi vì người đánh đầu sẽ là baby đại đế và baby đại đế với việc mà để dương tiễn ở vị trí đầu thì một dương tiễn này thì sẽ độc như thế nào chúng ta cùng nhau trải nghiệm một dương tiễn thần huy với sự hỗ trợ của hòa uh, đấu thức tỉnh các bạn nhé hòa đấu thức tỉnh cái lượng đan giảm chặt giả, thương giảm uh, đan giảm tím của đội hình uh, baby sẽ rất là to một kiểu Linh Thánh dính hiểu luôn nhé các bạn Có Tu La Có Tu La các bạn Có Tu La đến từ vị trí của phe Thánh Dương tiễn ra kỹ năng luôn Ui, một viêm nhẫn và anh nhái Các bạn thấy chưa Toàn đam gián tiếp các bạn Một Thiên Nộ Anh Chiêu nữa Thiên Nộ Anh Chiêu sẽ cho ra kỹ năng luôn Và đi tịch diệt đi thần uy. Phản đam kiểu gì các bạn Phản đam hổ gai Như thế này chúng ta có thể biết rằng là Dương Tiễn mạnh nhất hiện tại Quá ư là mạnh Một kiểu linh thánh Các bạn nên nhớ đó là một kiểu linh thánh hồng hoang Một kiểu linh thánh hầu như là gọi là gần mắc pin rồi Mà Dương Tiễn Dương Tiễn chỉ cần chọt hai quả Kết hợp với Bé thọ đầu tất tỉnh Vậy thì lối đi nào cho một Meta Siêu bột giai đoạn này? Các bạn nên nhớ bây giờ là ngày thứ 300 của trò chơi Cái tư duy của Siêu Bón nó ở một cái tầm tầm khác rồi Và ngộ không đây là một không đang ngộ không liên kích các bạn nhé Võ liên kích khá là tốt Và ngộ không liên kích, nhược điểm của ngộ không liên kích Đó là gì các bạn hiểu không? Đó là kiểu linh tảnh nhưng một dương tiện một dương tiễn giảm sát thương ấy ở à, quyên một dương tiễn sát thương giảm thiệp thì hầu như kiểu linh thánh chỉ gọi là con thôi con mũi thôi hai tròn vẫn đang diễn ra ở vòng 1 các bạn nên nhớ rằng trận đấu vẫn diễn ra ở vòng 1 và nó kết thúc khá là nhanh hiện tại một cái áp cao đây một sự hồi sinh hiện tại một cái áp cao của các bọt bây giờ là đang ở một giai đoạn nó khá là gạch cần bởi vì bây giờ ai cũng đã có đồ hỏng hoang rồi còn xé hồng hoang bây giờ ăn thua ở chỉ số ẩn những cái câu chuyện như chiến linh câu chuyện về uh, skill của mô hình các bạn đừng có nhìn vào lực chiến nhé đối với mấy tầm mấy ông này ấy, nó quái lắm một baby đại để đánh một lối đi Ngày xưa các bạn đừng có bảo là Mr. cả chơi yếu Mr. cả chơi rất rồi giỏi của mình là nói về Mr. cả quá là nhiều Và mình hiểu được cái tư duy của Mr. Card như thế nào Nhưng khi mà gặp một người chơi chơi khắc chế lại cái lối bi của bản thân Thì hầu như các bạn sẽ phải đớn đau cái lối bi đó Không có đúng và sai Chỉ có phù hợp hay không phù hợp các bạn ạ Ok chúng ta đến với ván 3 Là ván khi mà Mr. Card đánh đầu Thì các bạn sẽ xem thắng sao Cửu Linh Thánh được dịch chuyển để đứng trước mặt Tôn Ngộ Không. Vậy thì với một cái lối đi lên như thế này thì cái hướng đi của Ngũ Không nó sẽ bị hạn chế rất nhiều ở với Meta Nông Dân Cải Chay ở giai đoạn 100 ngày tới khi mà các bạn có điều kiện nuôi Cửu Linh Thánh rồi. Minh Vương Thánh Tướng Uh, hoa đấu thức tỉnh quá là mạnh các bạn combo hoa đấu thức tỉnh kết hợp với ngự linh của uh, anh chiêu thức tỉnh thì hầu như các bạn sẽ gọi ra được hai thần uh, hai bé thức tỉnh khá là sớm mình một lần nữa cảm ơn siêu bọt bé Việt đã cho mình trải nghiệm được uh, hoa hòa đầu thức tỉnh để từ đó mọi người có thêm góc nhìn về hòa đầu thức tỉnh hiểu về sâu hơn khai thác triệt để cái meta của Việt Nam như thế nào nhìn thế này chúng ta biết là có thể là bên thánh sẽ thắng rồi nhưng không rất là khó Dương Tiễn đã lên bảng điểm số rồi nhưng không sao Dương Tiễn còn một lần hồi sinh đến từ vị trí của Bạch Tạch chúng ta chờ đợi sự xuất hiện của Dương Tiễn bởi vì bên đội hình của uh, Baby nó hầu như là trực thuộc, thuộc về Dương Tiễn rồi Tiếng ở đợt này sự kiện chiêu tài các bạn nào, nào quý mến để ủng hộ mình một ít dinh với đợt này cũng là uh, khá là ít người này nên uh, nói chung là các bạn ủng hộ quý mến thì lâu lâu cứ ngày có người nạp 500.000 là mình mừng luôn uh, chúng ta có một dương tiễn hồi sinh lên ui tịch diệt viêm dẫn thần huy các bạn combo thế này thì ai mà chịu nổi các bạn các bạn mình biến nha Các bạn thấy gì sự xuất hiện của thiên ký gì không Viêm nhẫn Các bạn biết viêm nhẫn không Đi một cái hết luôn Còn gì game nữa các bạn Còn gì để nói nữa Đánh cái gì nữa các bạn Nó chọt như thế này Nó chọt như cha chọt con như thế này thì chết Đây ờ, Được cái thì mấy, mấy ông này giấu bài quá các bạn Đây đấy là chính là thiên kỹ đảo quang la ngạch ông này sử dụng cái thiên kỹ này vậy là chúng ta thấy rằng một dương tiễn đáng sợ và đây là một yếu tố tạo lên cái cái sức mạnh tuyệt đối của một thần tướng đam chính của bạn và các bạn nào nảy số tốt đấy khi mà các bạn xem clip này thì mong rằng các bạn có thể tận dụng được cái thiên kỹ khuyên mộc lan này tối đa Và người đã tận dụng cái thiên kỹ này tốt nhất Đó chính là uh, baby đại đế các bạn ạ Đúng là baby đại đế Khiến cho chúng ta phải thán phục Một cái người đi tìm ra những cái lối bi mới để để chúng ta học theo Thật ra thì mình cũng rất là hâm mộ những bạn như thế này Bởi vì thời gian của mình có hạn Tư duy, tư duy của mình có nhé Nhưng bây giờ thời gian mình tết không đủ nữa Bây giờ mình té đủ 1, 2, 3 thần tướng mình đã thấy mệt rồi Thì sắp tới thì mình cũng đang nộp xin làm cộng tác viên ở Tây Du Vên Di để kiếm thêm chút thiên bảo Để có nhiều đồ hình để té hơn cho các bạn Đấy, Nói chung là chúng ta nói về câu chuyện về về một dương tiễn đi Về một dương tiễn của Baby Đại Đế một tí nhé rồi giảm thức tỉnh này một dương tiễn với một cái câu chuyện đó là câu chuyện thần uy này đúng không thần uy sát tương giản tím này với câu chuyện của một một con pẹt thức tỉnh đây hoạt đầu thức tỉnh nữa thì chúng ta có thêm cái phần diệm đúng không phần diệm rồi trạng thái phần diệm nữa hay là chúng ta có cái câu chuyện của tai diệm cái tai diệm này thì hầu như là đã ba mục tiêu rồi chúng ta không nói làm gì nghĩa là hiện tại một thần tướng dương tiễn của của đâu rồi nhỉ của baby đại đế nó sẽ rơi vào khoảng sáu cái kỹ năng đam sắp tương giảm tiếp các bạn và hầu như mình nói với các bạn là bây giờ sắp tương không phải bây giờ mà từ ngày xưa đến giờ sắp tương gián tiếp là vua của mọi loại đam chúng ta có câu chuyện của kim hồng quán nhật sát tương gián tiệp đúng không đấy rồi lại thêm luân hồi nữa có quả tịch diệt không thêm quả tịch diệt nữa quá đáng sợ các bạn bảo sao mình thấy có chữ xuất hiện của vong hồn bái độ là mình nghi rồi thì ra là ông này ông ấy bỏ chiếm trí dương ra rồi ông ấy mang cái thiên ký khuyên ngọc lan là... ra Giống <laughs> bài lắm mấy ông này quái lắm các bạn không 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 đùa được với mấy 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 mấy, mấy bót này đâu các bạn ok chúng ta xem trận cuối đi khá là hấp dẫn trận đấu chỉ diễn ra hai 2... đến vị trí thứ ba là end game là nghĩa là kết thúc khi mà ra con pet ở vị trí địa là đã kết thúc trận đấu rồi không cần phải đánh nữa là chưa đến lượt thằng sau đánh ý, là đã kết thúc trò chơi được. vẫn là câu chuyện của hòa đấu ở vị trí thiên bên kia thì anh chiêu ở vị trí thiên đúng không vẫn là có cái câu chuyện combo ngự linh nữa nata du long kia luôn nata thì Đam sẽ mạnh về giải chứ không phải là đam ván đầu tiên nhưng khác dương tiễn là khác Nata là đánh càng nhiều kỹ năng càng mạnh Nhưng bây giờ không kịp thời điểm Đây không phải là thời đại của Nata nữa rồi Đây là thời đại của những những tướng ra ít kỹ năng Nhưng ra quả nào là đít quả đầy đạo bạn. Đi luôn các bạn nhé Chỉ cần một lần đánh Chúng tôi không nói nhiều Với kết hợp của câu chuyện Của một hàng Nga thức tỉnh nữa Đánh làm gì nữa các bạn Đánh làm gì nữa Quả này thì uh, bên kia khá là sơ xuất Không phải sơ xuất Mà thật ra thì bán đấu này ở uh, Mr. cả hiểu được rằng là cho dù để kiểu linh thánh Ở vị trí trước đó Thì vị trí số 1 thì cũng không thể phản đan bằng dương tiễn Với việc câu chuyện của một hòa đấu thức tỉnh Vì thế bây giờ cảm ơn các siêu bọt rất là nhiều Cảm ơn những trận đấu của các siêu bọt Cảm ơn rất nhiều các siêu bọt đã cho mình thêm góc nhìn Vậy thì anh em nông dân cạnh tranh chúng ta bây giờ nghĩ về sao? Về câu chuyện là các bạn muốn thất tỉnh anh chưa hay là thất tỉnh hòa đấu? Các bạn muốn thức tỉnh đứng Riêng cá nhân của mình nhá Mình vẫn muốn các bạn thất tỉnh hòa đấu Để từ đó các bạn có một lối đi bi là đi à, sát thương gián tiếp Bởi vì sắp tới đế tính của các bạn rất là khỏe Đề thính của các bạn sắp tới sẽ là một đế thính luân hồi rất là to Nếu các bạn có thêm tịch diệt nữa Có thêm những cái lượng đam giản thiệp Thêm cái thiên ký của khuyên mộc lan Hay là các bạn chơi một cái lối bi gì đó Thì hầu như các bạn sẽ có được một cái sức mạnh tuyệt đối Trong cái trò chơi này Ok, clip của mình đến đây khá khá là dài nó có thể là nó rất là nặng nề đối với các bạn server mới nhưng đối với các bạn server cũ đây là một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời theo ý kiến cá nhân của mình là như vậy một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình một cái clip rất là hay cảm ơn sự xuất hiện của hai siêu bột mr cạt và baby đại đế chúc mừng baby đại đế đã giành quán quân vô địch của giải đấu liên uh, server cũng liên server server một cho đến server 32 xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại